Giới thiệu với quý vị, đây là món bồ câu hầm bắp Mỹ, nấm bào ngư. Bồ câu hầm bắp Mỹ sả, nấm bào ngư, dưa leo, bột ngọt, muối, ớt. Con bồ câu này không biết ở đâu mà ra nữa quý vị. Xương không à, không có thịt gì chơi. Này mình nấu ăn chơi thôi, mình chia sẻ món ăn thôi nha quý vị, chứ không phải chỉ cách nấu nha quý vị. Buổi chiều mình chia sẻ món ăn là gồm có nấm bào ngư trồng nhà nha quý vị. Còn ở đây có con bồ câu không biết ở đâu chúng nó bay lại hay gì á, cái vợ mình gặp cái bắt cái mần luôn à. Mình đi làm về không có nhà, về tự nhiên thấy con bồ câu xíu xíu à. Mình nuôi bồ câu gà 2-3 kg con không, bồ câu này nhỏ xíu à. Đây là thịt, ô trời ơi, thịt quá trời thịt này, phải bồ câu. Bồ câu gì thịt ngon quá vậy đó. À, đúng rồi, bồ câu cái gì đây, đây là giò nè nha. Cái này không phải thịt vịt đâu nha, bồ câu là giò nè, giò bồ câu nè. Gắp đi cho Thái Quyên nhé nè. Một đống đấy nãy á, nhiều lắm, nhiều lắm xé ra, nhiều lắm ăn quá. Nè, đây miếng nữa nè. U ngon quá quý vị ơi, trời ơi, thơm, mùi sả, mùi muối, bột ngọt, hành, tỏi, tiêu gì đó, quá trời ngon. Nói chơi chứ cái này gồm có bắp nè, ha, nấm bào ngư mình trồng nhà nè quý vị, mình mua 200 ngàn nấm bào ngư. Về mình trồng ăn đưa được nửa ký lô nấm nữa quý vị, lỗ sặc sên luôn. Rồi đây là dưa leo.
nó cho nó ngọt nước rồi có sả là nó rất là thơm. Rồi múc ra đi. Thêm bắp cải vô cho nó đa dạng rau, tại vì mình rất thích ăn rau. Mình sẽ gắp dưa leo ra trước. Dưa leo đã chín rồi. Còn bắp cải này mình muốn ăn ngon á thì mình sẽ cho nó sôi lên chút xíu là mình ăn được, nó sôi nó giòn giòn, nó vừa chín tới ăn rất là giòn. Dưa leo mình xắt cục cục cắn vô nó rất là ngọt. Món ăn rất là đơn giản nhưng mà rất là bổ, rất là ngon. Bên đây là hộp vịt lộn quý vị. Ủa hộp vịt lộn hay hộp gì? Thấy không, vịt lộn hả? À, hộp vịt lộn. Đây là hộp vịt lộn. Mình nêm thử miếng bồ câu hầm thập cẩm nha quý vị. Sả, bắp cải, dưa leo nè, rồi bắp nè, muối, bột ngọt, hạt nêm ngon quá vị ơi, rất là ngọt nữa, có nấm nữa. Cái này là cá trê trắng kho khô quý vị, là món ưa thích của mình đó quý vị. Còn đây là giò bồ câu hầm sả bắp. Bá Ngọc ăn với gì vậy? Dạ với hạt. Thịt gì? Gì con? Không, thịt bồ câu hầm bắp phải không? Nói ra phải không, nói cho nghe coi, nó liếm vậy. Cái bụng gắn súng. Bác Ngọc ăn thịt bồ câu hầm bắp. Đây thịt là thịt bồ câu, xé nhuyễn ra màu giống thịt vịt quá. Trời ngon không, ăn thử coi ngon không, nói cho nghe coi. Ngon. Ngon hả? Ăn đâu sao ăn lại cho coi coi. Ta. Tao làm ăn lại miếng nữa coi. Trời ăn bóc vậy đó trời. Chừng nó rớt đó. Trời ăn gì thì ngon không con? Ngon. Sướng nè, ăn thịt bồ câu hầm bắp nữa. Hầm bắp với hầm dưa cải, hầm cua, hầm bắp cải nè. Hầm bắp Mỹ nè. Nấm bào ngư nè. Sả nè. Còn đây là, đây cho coi, đây là cá chê trắng kho tiêu, ớt chi mỉa,
Bạn miếng chanh vô nữa ngon lắm luôn. Chúc bạn Ngọc ăn ngon miệng. Chúc cho ăn cơm miệng. Trời ơi, nói chuyện gì kỳ vậy? Nói chuyện gì xấu quá nè. Bye bye, chúc con ăn ngon miệng.